thành phố Biên Hòa đang trở thành tâm điểm chú ý với những bước tiến mới trong quy hoạch đô thị. Với mục tiêu phát triển bền vững và hiện đại, quy hoạch thành phố Biên Hòa không chỉ tập trung vào việc nâng cấp hạ tầng giao thông mà còn mở rộng các khu đô thị, tăng cường diện tích cây xanh và cải thiện chất lượng cuộc sống cho cư dân. Những điều chỉnh này hứa hẹn sẽ mang đến một diện mạo hoàn toàn mới cho Biên Hòa, biến nơi đây thành trung tâm phát triển hàng đầu của khu vực Đông Nam Bộ. Câu hỏi đặt ra là các khu đô thị sẽ được bố trí như thế nào? Quy hoạch đất đai và cơ sở hạ tầng sẽ thay đổi ra sao để đáp ứng tốc độ đô thị hóa vượt bậc? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu và khám phá những điểm sáng trong quy hoạch thành phố Biên Hòa thời gian tới nhé. Ngày 19 tháng 11, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 thành phố Biên Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 thành phố Biên Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phạm vi tại một phần khu đô thị phía Tây đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Trong đó, về quy mô dân số, điều chỉnh quy mô dân số toàn khu đô thị phía Tây từ 420.000 người lên 434.000 người. Riêng với phân khu C4, quy mô dân số điều chỉnh từ 126.000 người lên 140.000 người. Về chỉ tiêu sử dụng đất, đất ở đô thị từ 45 đến 55 m2 một người. Đất công cộng dịch vụ đô thị từ 4 đến 5 m2 một người. Đất cây xanh công viên đô thị từ 8 đến 10 m2 một người và đất giao thông đô thị từ 17 đến 20 m2 một người. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chức năng, cơ cấu sử dụng đất. Cụ thể, nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung nhằm khắc phục thiếu sót trong hồ sơ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Biên Hòa phê duyệt năm 2014 chưa cập nhật đầy đủ nội dung quy hoạch chi tiết 1/500 các dự án đang triển khai trong phạm vi phân khu C4 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cho phù hợp theo định hướng phát triển mới của thành phố Biên Hòa. Các nội dung điều chỉnh quy hoạch bao gồm khoanh vùng khu vực 90 ha chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tách ra khỏi ranh thực hiện các dự án, điều chỉnh hành lang cây xanh ven sông, công viên hồ Điều Hòa, đồng thời bổ sung một số khu công viên cây xanh tập trung tại các khu đô thị, điều chỉnh phân tán vị trí hệ thống khu trung tâm công cộng, thương mại dịch vụ theo hướng cập nhật lại hệ thống công trình công cộng theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, đồng thời bổ sung một số khu công trình công cộng cho phù hợp định hướng phát triển mới của thành phố Biên Hòa. Cập nhật theo hiện trạng các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng hiện hữu trong khu đô thị về cơ cấu, chức năng sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch đất ở đô thị tăng hơn 166 ha và quy hoạch đất hành lang cây xanh ven sông giảm hơn 251 ha do cập nhật bổ sung quy hoạch từ đất hành lang cây xanh ven sông sang quy hoạch đất ở đô thị. Việc giảm diện tích quy hoạch hành lang cây xanh ven sông để bổ sung cập nhật chức năng theo quy hoạch chi tiết 1/500 các khu đô thị đã được phê duyệt và cập nhật bổ sung giảm chiều rộng quy hoạch đất hành lang ven sông tại khu vực Cù Lao Phước Hưng. Quy hoạch đất khu công viên cây xanh không gian mở tăng hơn 35 ha, quy hoạch đất sông suối mặt nước giảm khoảng 6,8 ha, quy hoạch đất khu trung tâm công cộng thương mại dịch vụ đô thị tăng khoảng 1,5 ha, quy hoạch đất du lịch giảm khoảng 4,1 ha, quy hoạch đất tôn giáo tăng khoảng 2,6 ha và quy hoạch đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị tăng hơn 55 ha. Khu đô thị phía Tây đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, trong đó có phân khu C4 gồm toàn bộ xã Long Hưng và một phần phía Tây Nam phường Tam Phước, Cù Lao Phước Hưng là nơi có các dự án khu đô thị thời gian qua gặp khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện do vướng mắc về pháp lý. Bạn nghĩ sao về những điều chỉnh mới trong quy hoạch thành phố Biên Hòa? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Nếu bạn muốn cập nhật thêm thông tin chi tiết về quy hoạch thành phố Biên Hòa và các tỉnh thành khác trên toàn quốc, ứng dụng CafeLand Protect chính là lựa chọn lý tưởng. Hãy tải ngay ứng dụng hôm nay để trải nghiệm những tiện ích vượt trội. Link tải đã được đính kèm trong phần mô tả, đừng bỏ lỡ nhé.